cỡ bao nhiêu con cô ước tính được không cô? Nhiều lắm, nhiều, ở dưới ra sông là đà đó. Dạ. Thôi, chúng đã như là một cây phú cưng ở trong nhà. Ôi có con này bự quá luôn. Đây, hả? Cô bác anh chị thấy không? Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Đốc Bình Kiều, huyện Tháp 10 của tỉnh Đồng Tháp. Và phía trước cô bác quý anh chị thấy đó là hình ảnh một cái chiếc đò ngang bắc ngang sông. Và cạnh bên đó thì cô bác quý anh chị để ý thấy có một ngôi nhà với cặp mé sông đó. Thì nơi đây là tụ họp của một đàn cá sông tự nhiên rất là lớn luôn. Và hơn một năm nay, và hôm nay thì Bùi Hồ muốn quay cho cô bác quý anh chị xem về đàn cá có linh tính này. Và cái câu chuyện đàn cá nuôi dưỡng đàn cá sông tự nhiên như thế này rồi khó khăn như thế nào hay cô bác quý anh chị. Và một điều nữa đó là đặc điểm chung á của tất cả các đàn cá tra mà sông tự nhiên đó thì người giữ cá là những người ăn chay. À, bây giờ Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng qua bến đò này để đi qua. Đây là cái cô này là quản lý đàn cá tra sông tự nhiên nè. Cô ăn chay phải không cô? Phải không cô? Thì nó có đặc điểm chung đó là tất cả các đàn cá tra sông thì những người mà nuôi dưỡng cá hoặc là những cá mà chọn điểm vào đó là những người ăn chay. Thì chút xíu nữa qua đàn cá tra của cô ở chỗ đó cô bác quý anh chị. Tại vì cô thì đang đưa đò chắc có lẽ là Bùi Hồ qua đó. Có ai bên đó không cô? Cái bến đò này cô đưa lâu chưa cô? Năm nay là 5 năm rồi. 5 năm rồi. Đàn cá tra năm nay là chắc hơn năm hay cô? Năm trả lợi chứ không có hơn. Dạ. Cô mua mít thêm cho nó ăn nữa. À cô mua mít ha. Trời ơi con nào quá. Khoan. Đàn cá này nó ăn chay hay cô? Thầy mới ăn vậy nè. Dạ. Để cô gãi cho con coi nè. Dạ. Đó, cô nhiệt tình quá. Ôi ôi. Này cô bác quý chị thấy không? Ngày cô con cho nó ăn mấy cử? Ngày ăn 3 cử, 2 cử cũng có. Tùy theo cô, có rộng, có hẹp. Dạ. Có tiền nhiều, tiền ít. Đây. À, đang thân thiện dữ hả cô ha? À. Không mắc mà. Ồ. Ôi ôi. Ôi nó không nhảy luôn hả cô? Trời ơi. Đặc biệt là đàn cá này nó dễ chịu với mình quá hả cô? À, nó quen với cô rồi. Dạ. Quen từ lâu rồi. Cô là cô gì con quên rồi ta? Cô Tư Nhà. Cô nuôi đàn cá ở bến đò bằng lăng. Dạ. Cá à, cô bắt nó lên cho con coi đó. Mang. Này cỡ bao nhiêu con cô ước tính được không cô? Nhiều lắm, nhiều, ở dưới ra sông là đà. Dạ. Thôi cô đưa đò cho khách đi, có gì dạ, chút xíu tôi lên con. Con cho nó ăn đi, con cứ tự nhiên chút dạ. Ra nó ăn đi mà con muốn dạ. Nói chuyện với cháu. Đây cô bác quý anh chị, đây cô nói cái đàn cá này tập trung hơn một năm thôi. Và cô này thì cô ăn chay. Và cái việc mà trước đây thì đàn cá này nó nhỏ lắm và hiện nay nó rất là to như thế này. Và hằng ngày thì cô nhiều phải cho nó ăn mức ăn để dẫn dụ nó về đây. Việc mà bảo vệ cái đàn cá này cũng rất là khó luôn. Đó, cô bác quý anh chị thấy không? Cô lượng rất là nhiều. Vì cái cô nhiều thì làm cái công việc đưa đò. Chiều nay thì không có người nào nên thành nữ là cô không thể nào đợi khách đợi được. Đó, số lượng rất là nhiều luôn. Đây là đàn cá ở ấp 4 xã Đốc Bình Kiều, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Việc mà cho đàn cá ăn như thế này là cũng rất là tốn kém luôn cô bác quý anh chị đó, thấy không? À, số lượng cá tra ở đây thì cô bác quý anh chị có thể thấy là mỗi con như thế là có thể từ 1 đến 2 kg trở lên.
và cô người ở đây rất là thân thiện. Bây giờ mình sẽ tí xíu nữa mình sẽ thọt bao xuống mình bắt nó thử xem sao, coi nó có chịu. Nó rất là dễ thương luôn á. Đây, đây các bạn. Đó, mình bắt nó nhẹ thôi. Đó, nó giống như là một cái con người bạn ở trong gia đình, là như là một cái thú cưng á. Đây. Ôi, bự quá luôn à. Đây, mình thả xuống nữa. Bây giờ mình sẽ lấy thêm một số thức ăn nữa cho nó ăn. Đây rất là nhiều luôn cô bác anh chị này. Nuôi cá là giống như thú cưng ở trong nhà. Đối với cô người chắc có lẽ nuôi cá này là một niềm vui đối với cô và một niềm hạnh phúc. Người ta nói là cũng như là những đàn cá trước, người ta nói đất làm là chim đậu à. Ôi, nó cắn cái tay mình luôn. Ôi nè, chắc có lẽ là nó đói á, ngay cả trong sàn luôn á. Trong sàn thì cá nhỏ hơn tí nè. Ôi, cô bác anh chị thấy không, đây tụi nó rất là nhiều. Ôi chắc tại linh tính đó cô bác anh chị. Cá nó cũng có một cái tính linh, khi mà biết những người mà gia chủ ở đây người ta ăn chay á, nên tụi nó mới dám tập trung ở đây số lượng đông như thế này. Chứ nếu như mà gia chủ mà là người ăn mặn á thì tụi nó cũng không có dám tập trung như thế này đâu, vì bọn chúng là biết là chủ nhà ở đây không hề sát hại nó. Ở đây thì cô không khai thác kinh doanh du lịch gì hết, chỉ nuôi để vì thấy vui với là cá, đàn cá này thôi. Và trước đây Bùi Hồ có quay một clip á, thì cô nói cho rằng là cứ nuôi được đến khi nào nó đi thì thôi à, khi nào còn duyên thì ở, hết duyên thì đi. Và trước đây Bùi Hồ cũng đã có quay rất là nhiều đàn cá cá tra sông tự nhiên như thế này, nhưng mà đây là đàn cá tra ở Châu Đốc, An Giang, một đàn cá tra ở huyện Phú Tân của An Giang, còn đàn cá tra ở huyện Chợ Mới, với lại đàn này là 4 đàn. Thì những người mà nuôi cái đàn cá tra này á, cá tra sông tự nhiên này, là đều là những người mà đã ăn chay trường lâu năm á. Chúng hiểu, ai chúng đã như là một cái thú cưng ở trong nhà. Ôi có con này bự quá luôn. Đây, cô bác anh chị thấy không? Mình bắt mình để xuống nhẹ nhàng luôn. Đó. Tại chắc tại vì nó biết mình cũng không có ý đồ sát hại nó. Lúc trước thì đàn cá này nhỏ, bây giờ thì lớn, thì chắc có lẽ là cái chi phí mà để bảo dưỡng cái đàn cá ta này á nhiều lắm. Ôi. Đây, bắt vài em cho các bạn, cô chú anh chị xem chơi ha. Đây. Ồ, bự ghê không? Ôi ôi. Mà đặc biệt cá nhiều mà không có đục nước à. Đây, thấy không? Đây, đây là một cái con kênh ha. Hình như là cái này là cái con kênh Đào Nguyễn Văn Tiếp á. Cái này thì nó dài từ Đồng Tháp đến Long An. Kìa, cô nhiều vô kìa. Ôi, cô vô mừng quá. Đây, nãy giờ con bắt nó con bắt không được hả? Được cô. Được hả? Dạ. Nói chung ra là cá này nó cũng duy có duyên với cô, nó ở đây nó mến cô rồi nó ở đây hoài, cô cho nó ăn hoài. Chứ bây giờ nó ở đây thì con đủ xô đâu, giờ nghèo giàu gì nè, phải có tiền nhiều thì cho ăn nhiều, có tiền ít cho ăn ít. Cô nhiều là ăn chay được mấy năm rồi cô nhiều? Cô nhàn. Cô nhàn chứ lộn. Không, cô mới ăn chay khoảng chừng năm hồi nuôi bầy cá nè, tới giờ con nuôi bầy cá. Chờ chút đi cưng ơi, đứa nào ạ? Chờ chút đi. Cô đưa đi, cô đưa. Không sao, mới xuống rồi có xe chờ chút đi.
Ôi ôi. Ôi ôi. Nay quá bự luôn à. Trời ơi. Trời ơi. Chi phí mỗi ngày ăn là nhiêu cô nhà? Mới đầu á, bây giờ hồi trước kia cô cho ăn á 2 ngày một bao, giờ 10 ngày một bao tại cô không có tiền. Cô cho ăn ít lại coi. Dạ. Giờ con thấy cá nó lớn nó ăn dữ lắm. Dạ, con thấy nó tụi nó đói dễ tay mình luôn á cô nhà. Ừ. Nó ăn lớn nó ăn dữ lắm luôn con. Con không có đồ ăn cho nó đủ ăn á. Ồ. Ồ. Trời thích đợi thôi cô ấy đi. Chờ chút thì có xe chờ chút đi con ơi, khoảng xe nữa cô đưa cho. Cô lúc đầu cô bắt nó nhát không cô nhàn? Không, tôi nuôi quen rồi con. Ồ, ồ, cô giống như bắt lựa ra luôn á. Trời ơi trời. Ôi ôi. Ôi. Con thấy ngoài kia nữa kìa, con cho nó con chụp. Cái kênh này là kênh Nguyễn Nhân Tiếp không con? Ừ. Chụp hình cho nó ăn gì nè con. Dạ, quá đẹp à. Từ khi là nó vô là cô ăn chay luôn. Dạ. Con nghĩ cá luôn. Dạ. Không, cô cũng không sát xanh nữa, hồi đó giờ cô cũng không mặn không sát xanh. Cô sợ lắm, bây giờ cô có thờ mẹ nữa kìa, có gì cô cầu nguyện đó. Ờ, cô có thờ mẹ. Cô thờ mẹ Quan Âm đây nè cô. Ờ. Chút xíu nữa để cho cô đưa qua đi. Ha. Này, con cứ ngồi chơi đi, con lấy mà ấy cho nó ăn. Dạ, đi. Dạ. Cô Nhàn có thờ hình của mẹ Quan Âm nhìn ra ngoài sông luôn nè cô bác anh chị. Không biết là cô Nhàn có vô vi thấy về cái chuyện tâm linh gì không mà cô thấy cô thờ luôn nè. Đó, thấy không? À, thì lúc nãy cô Nhàn có chia sẻ cô bác anh chị thì công việc hàng ngày của cô á đó chính là đưa đò như thế này để kiếm thêm thu nhập. Và một lần thì cô phát hiện một chừng vài trăm con cá thôi, cứ tụ hợp lại đây và cô gãi thức ăn thử đi nó ăn đó. Và chúng đã sống đến nay đến hơn một năm mấy nay rồi, vì cái việc mà nàng cá ta sống đến đây á số lượng rất là nhiều nên cô từ việc ăn mặn mà cô chuyển sang chay luôn. Cô chia sẻ rằng là mình từ đó giờ cũng chưa hề sát sinh đó, mỹ đằng kia luôn. Rất nhiều luôn hả cô bác anh chị? Không biết thì nếu như mà không có đủ kinh phí để duy trì lượng thức ăn cho cá thì cái đàn cá này sẽ duy trì được bao lâu. Nhưng mà việc mà đàn cá ta xong tự nhiên mà số lượng lớn như thế này là một điều rất vui à. Ở đó là chỉ chặn để không cho 3 cây lục bình vào thôi chứ không phải là lưới nghe cô bác anh chị. Đây nè cô cũng có để cái bảng là cá thiên nhiên á. Ờ. À. Đây là con đứng xuống đó con nhìn á, cá thiên nhiên là cô nuôi cá đó. Cô để cái bảng ngoài kia ha. Cá thiên nhiên nuôi từ thiện, xin đừng bắt cá. Nam mô A Di Đà Phật. Ồ, ờ, à, sao mà việc sao mà cô để cái tượng Phật Quan Âm ở đó cô? Tại vì cô thấy là ở đây là cái gì, cái đềm á, cá nó đến với mình á, thấy cái gì nó ngộ á, là trong bản thân mình thôi. Để mẹ ở đây, mẹ giờ mặt trời mọc là thứ nhất. Thứ hai mẹ độ mình ở trong gia đình của mình á, là qua tay nặng khỏi mặn ăn cho nó thận. Rồi bầy cá ở đây á, mẹ cũng dòm ngó để giữ gìn bầy cá. Cô cũng quy y trơn à, cô mượn thầy chùa lại đọc kinh quy y hết từ đứa hết chứ cô đâu phải mà tự nhiên nuôi nó đâu. Dạ. Cô quy y mượn thầy chùa để bàn bánh trái cúng rồi trái cây băng hoa quả rồi thầy chùa cho bàn. Tụi nó nghe kinh hả? À đúng rồi, nghe kinh rồi đó, là tụng kinh là phóng thầy chùa để quy y nó. Đứa nào ở đây thì có duyên ở đây, còn không có thì nó đi ra khỏi mình nó cũng được đầu thai được. Dạ. Cô nghĩ vậy. Mình nói với cái cô hồi đạo giờ đâu biết Phật Pháp gì mấy đâu con. Dạ. Cô cũng biết hiểu nhiêu thì suy nghĩ nhiêu thôi. Chắc có lẽ con nhờ cô giải mớ thức ăn này xuống cho tụi nó ăn cái nữa rồi mình đưa đò. Sau đó con sẽ nói cho cô bác anh chị xem. Chứ người xem người ta cũng hái lắm luôn kìa.
Người ta đi đò người ta có thường nán lại nhìn nhiều không cô? Ồ nè, bự quá cô bắt không nổi. Bự quá bắt không nổi luôn. Thôi ơi, con thấy cô bắt cô vui nè, có niềm vui đối với nó hả cô? Cưng lắm. Giờ đầu hoài niệm Phật đi con, ở đây đừng có đi ra ngoài ta câu con hết. Câu con bắt con ăn chơi đó nha. Cái đứa phải ở đây không có đi ra được ra ngoài nữa chưa. Nghe lời mẹ nghe không? Làm những cá ở trên bờ đó. Rồi con cảm ơn cô nhiều ha cô Nhàn. Còn miếng nước ăn nữa kìa. Mày nó cắt tay cô cho con coi. Dạ. À, bây giờ thì mình sẽ chia tay với cô Nhàn ở đây và chia tay với đàn cá này để trở về. Cô Nhàn là người có tinh thần giữ cá cho xong, giữ cho thiên nhiên mình thêm đa dạng. Rất mong cô bác quý anh chị mà có dịp về với lại Tháp 10 thì ghé xã Đốc Vinh Kiều, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, ngay cầu Bằng Lăng. Thì ghé vào đây để tham quan đàn cá của cô một lần nha. Xin chào và hẹn.